Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Tôi muốn hỏi có phải vì đời Chúa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư dấu kiên trang từ còn đây, nên những khi mưa nở đêm làm sao xưa giấc ngủ chưa đến. Trên nẻo trần gian ta đã mất nhau rồi. Làm sao mà mất được? Đến với anh hỡi, ta say đắm bên nhau, chúa chúa, rồi mai người đi xa, còn lại gì trong ta? Đến với anh hỡi người, chúa chúa chúa, ta say đắm bên nhau, hey, rồi mai người đi xa, còn tình yêu sẽ bay xa. Ơi, phải rồi, đi bán về là chua là phải rồi. Cái gì chua? Chua. Trời, ông nói là chua. Cái đó là cái nhạc điệu bè người ta. Chua, chua chứ không phải là chua quá. Vậy sao tôi nghe gì thu qua, thúi quá, thu quá. Trời ơi, không phải thúi quá mà là chua, chua. À, chua hả? Ừ. Mà ông sao kỳ quá à? Gì? Cái gì mà la lối ôm sòm hết trơn á trời. Mỗi lần mà ông qua nhà tôi đó hả, là sáng ngày mai á, là tôi bị hàng xóm mắng vốn tôi rồi hả. Kệ người ta, mắng vốn kệ người ta ha. Cái ngày nào mà em không chịu anh á, là anh sẽ qua đây làm phiền em dài dài vậy đó. Thôi đi ông ơi, sao mà ông kỳ cục quá à. Già cả rồi, lớn hết rồi, yêu cái nỗi gì nữa mà yêu. Em nói vậy là xúc phạm anh. Anh già, nhưng mà tâm hồn anh rất là trẻ. Ha. Em, cái gì? Em hãy nhìn vô mắt anh đi. Trời ơi. Em ra đây. Thôi đi. Anh hãy nhìn vô mắt em nè. Nhìn anh mắt anh đi. Nhìn đi. Trời ơi. Nhìn đi mà. Ôi mà trời đất ơi. Ông có điên không vậy? Cái gì? Có điên không? Bởi ta điên nên người đi. Bởi ta điên nên người mê. Bởi ta điên nên người ta bỏ mặt ta đó. Chứ dựa lắm. Đã không có hơi bày đặt rống là chị cho giống như con chó cúm vậy hả? Ai bỏ ông á thì ông đi tìm người đó đi. Ông qua đây ông kiếm tôi làm gì? Mệt ông quá hả? Cái gì vậy Tám? Biến gì đó. Tám ơi, nghe anh nói nè Tám ơi. Cái gì? Ra đây. Chứ em có vô đó hoài vậy. Ra đây nói chuyện với anh nè. Đi bán về mệt quá. Để cho tôi nghỉ ngơi chút. Nghỉ cái gì? Anh qua tới nơi mà nghỉ cái gì nữa? Tám. Vậy em có biết là anh yêu em lắm không? Gì? Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều. Thì dẹp đi, vừa nói vừa đờn khó quá. Vậy thôi nói đi. Anh yêu em. Ừ. Đến nỗi mà em muốn tất cả vì sao trên trời, anh sẽ đem xuống cho em hết. Trời ơi, thôi ông ơi, sến vừa vừa thôi ông, sến quá vậy. Nè, xin lỗi em nha. Sến mới là đẳng cấp, sến mới trường tồn, sến mới đi vô lòng người. Chính vì vậy Thúy Nga mới làm chương trình Nhạc Vàng Muôn Thuở. Phải rồi, sến của người ta là sến đi sâu vào lòng người, còn sến của ông là sến xàm, sến xạo, sến từ trong lòng người đi ra. Từ trong lòng đi ra là sao? Là tôi mắc ói đó.
Em muốn ối à? Ừ. Trời ơi. Gì vậy? Tám. Gì vậy ông Bảy? Làm gì vậy? Sao em già mà em mắc nết vậy? Sao nói tôi mắc nết là sao? Em lầy gì vậy? Làm gì tôi lầy? Tôi cái gì lầy? Em có chữa hả? Trời ơi. Trời ơi ông nội ơi. Hết trứng rồi còn chữa gì trứng. Hết trứng. Hết trứng? Ừ. Tại sao không nói với anh? Chị vậy? Anh đưa trứng thêm cho em bán. Trời ơi. Trời ơi, tôi nói trứng đây là trứng đẻ chữa kìa ông nội ơi. Trời ơi, anh tưởng má học dịch lộn. Em biết không, trên người em á, anh thích nhất là hai thứ. Thôi đi nha, đừng có nói tầm bậy nữa nha. Bậy cái gì anh nói thiệt hai thứ mà. Gì mà thích? Thứ nhất là cái gì? Là giọng hát của em. Thứ nhì cái gì? Là học dịch lộn của em, ngon lắm. Trời ơi, thôi em ơi, nói tầm xàm không à. Để tôi đi bán hộp dịch lộn. Làm trứng... cái gì em ơi, em nghe nói nè. Nói cái gì? À, cái gì? Nghe nói đi. Trứng sao? Hả? Trời đất ơi. Anh nói em nghe nè. Nhắc vô hộp dịch lộn mà mới nhớ. Sao? Tại sao thiếu gì hộp em bán hộp dịch lộn? Theo anh đi, anh sẽ đầu tư cho em một cái ghe thật là hoành tráng, bán hộp xoàn trên sông Chợ Nổi. Trời... Thôi đi ông ơi, vô duyên quá à. Mặt đã xệ rồi mà còn du duyên nữa. Thôi đi, đi về đi. Nè, em đừng có khinh thường anh nha. Cái... em nói anh mặt xệ chứ gì? Ừ. Rất nhiều phụ nữ cầu xin anh mà anh không thèm đó. Thôi đi, tôi nghĩ là cái ban hộ niệm cầu siêu ông thì có chứ ở đó mà cầu xin. Nè, nói cho em biết. Gái nào cầu xin ông đông chỉ rồi. Duyên, để yêu anh say đắm. Duyên nào? Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Thiệt là quan tưởng à ngang. Ai chứ tôi rành ông dữ lắm. Gì? Vợ chết đã lâu, phải không? À. Không? Rồi á, là con thì lại ở nước ngoài. Ở không suốt cả ngày để chờ con gửi tiền về nuôi. Vậy mà cũng bày đặt khoe. Nè, em đừng có nói vậy nha, xúc phạm anh nha. Thằng con anh á, nó năn nỉ anh lắm anh mới nhận tiền của nó. Bởi vì sao? Thấy anh là một người cha hoàn hảo, gọi là người cha vĩ đại. Thôi, thôi, không thôi, giờ thôi, lăng thôi. Nhăn gái gu. Trời ơi, dữ quá, thôi đi, thôi đi. Tôi không có dám rớ tới ông đâu. Rớ tới ông nổ cái banh xác tôi bây giờ. Nổ cái gì không biết nữa. Để em gì? Ôi, cái gì? Thôi đi mà. Thôi đi về đi. Nói cái gì mà nói. Về cái gì? Sao mỗi lần anh qua đây là em đuổi anh về vậy? À, tôi biết rồi. Chắc lại dính dáng tới cái thằng cha tư ốm như con mắm chứ gì. Cái thằng nó nghèo sơ nghèo xác mà ngày nào nó cũng qua đây nó thăm em đúng không? Hả? Kệ nó, tôi yêu ai mặc kệ tôi. Mắc mới gì ông mà ông nói, thôi ông đi về đi ông ơi. Sao em đuổi anh hoài vậy? Đủ anh nói gì? Cho em nghe nè. Anh yêu em, ha. Rồi con trai em cũng thích anh nữa. Chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Tại sao không tới với nhau? Nè nè nè, nói tới con trai tôi rồi tôi nhắc cho ông nhớ ngang. Nó vừa mới lớn đó ngang. Ông đừng có dạy hư nó. Rồi đừng có dẫn nó đi mà ăn chơi đàn đúng là không có được đâu à nha. Không bao giờ. Nó tự nguyện theo anh, chứ anh đâu có ép uống gì nó đâu. Ủa, em ho hả? Bị bệnh hả? Sao không nói cho anh biết để anh lo cho em? Hả? Được rồi, cảm ơn anh. Ông đi về đi, về giùm tôi đi mà. Cho anh nói chuyện chút xíu đi. Tôi đi về giùm tôi đi. Trời ơi, đi buôn bán về cho tôi nghỉ ngơi với anh Bảy. Thiệt tôi mà. Anh hát nữa đó. Thôi thôi thôi, đi về tôi lại. Anh đi về giùm tôi đi. Nha. Đuổi anh thiệt á hả? Bởi vậy mà. Ta say. Lộn đông rồi. Ta say. Gì? Trời đất cùng say. Ừ, ông ơi, ông điên quá ông ơi. Điên à? Ừ. Tôi chỉ là người điên. Trên đường em nhìn thấy. Điên. Tôi chỉ là người say. Quá trời điên. Trên điên. Vườn hoa tình ái. Em biết là mệt gì đâu. Cha Bảy heo này ăn rồi cứ tới đây hoài. Tin cù rủ con heo nái của tôi hả? Còn lâu. Thiệt với ông, cỡ ông không có cửa cạnh tranh với tôi đâu. Con người chỉ biết đờn hát, không biết lãng mạn. Làm gì mà đứng đứng nói Ủa? Chuyện mình vậy ông Tư? Hả? Làm hết hồn. Gì vậy? Sao đứng nói mình vậy?
Vô nhà. Thôi, không có dám vô nhà, người ta dị nghị. Dạ, sao đứng đó nói một mình vậy? À, thì cũng làm bầm cho vui vậy mà. Vậy hả? Tôi... gì? Mỗi lần gặp tôi hay lắp bắp vậy á. Ờ, sao mà... Tôi đâu có ăn thịt, ăn cá gì anh đâu mà sao anh lập bập vậy hoài vậy? Nếu ăn tôi rồi tôi đâu còn cơ hội nói nữa. Vậy hả? À, thôi tôi về. Đứng lại. Sao qua đây rồi gặp rồi không nói với tôi câu nào hết trơn rồi đi về là sao? À, tôi... nè. Cầm ấy. Chứ vậy, làm gì tặng bông cho tôi? Vía bà. Tặng bà. Tặng tôi. Tặng cầm ấy. Thôi tôi về. Đứng lại đó. Trời đất ơi. Tặng bông xong rồi không nói với tôi câu nào hết trơn vậy sao? Hả? Có nè, gì vậy? Có cái thơ nè, đọc đi đừng nói tốn hơi lắm. Yêu cầu ông Trần Văn Tư trả lại bông trên bàn thiên cho tôi. Lộn. Không đưa tôi. Đây mới là thơ của tôi. Tôi ngồi tôi làm cả đêm. Có những đêm miệt mài anh không ngủ. Anh âm thầm anh nhìn củ khoai lang. Nhìn khoai lang mà ánh mắt mơ màng. Anh bàng hoàng nhận ra mình rảnh quá. Rảnh thiệt ha. Vậy thôi đó phải không? Không nói với tôi câu nào nữa phải không? Nói cái gì bây giờ? Mà tôi nói bà nghe nè. Bà đừng có nghe lời cha bãi. Nghe không? Nghe lời cái gì? Ông mà như vậy hoài á là tôi đi lấy chồng cho ông coi. Tôi khổ quá mà. Tôi muốn nói nhưng tôi không biết nói sao. Tôi chỉ dặn bà đó là đừng nghe lời cha bãi mập. Cái mặt nó đó là không có hợp với bà rồi. Mặt tôi nè. Hả? Người ta nói thế gian được vợ mất chồng, được cả về đôi thiên lôi nó quánh chết. Bà như vậy, tôi như vậy, nó mới hợp. Chứ còn cha kia không có hợp. Đúng rồi. Mặt cha bảy tuy rằng là chả là mặt chả xệ lắm phải không? Chả xệ nhưng mà chả có nhiều cái hay lắm không? Làm gì vậy? Ông biết tỏ tình bằng lời ca tiếng nhạc, biết không? Rồi ông không khác gì là một sói ca. Còn ông ném về là sói tráng rồi. Ông có biết ca hát gì không? Biết sao biết. Đâu ông hát thử coi. Em ơi suốt đêm thao thức gì em. Thôi đi ông ơi, thôi dẹp đi. Trời đất ơi. Giờ không còn mặc câu dù nào. Tôi không biết ca thiệt. Nhưng mà nói thiệt với bà, thấy bà đơn chiếc, tôi lo lắng cho bà thôi. Bệnh hoạn nữa, mà thằng nhỏ thì cứ đi chơi hoài, không có ai lo cho bà hết. Tôi muốn qua đây đặng lo lắng cho bà. Biết vậy rồi, nhưng mà muốn nói gì thì nói đi. Tôi muốn nói nhưng mà tôi sợ bà không có đồng ý. Tại ban đêm á. Thôi mà. Tôi muốn Tám ơi. Chết rồi. Mẹ rồi, cháu qua tới rồi. Tới. Ông Bảy ông tới ông ơi. Tám à. Cái gì vậy? Tức mình ghê á. Hồi nãy mới ra trước cửa nè. Sao? Có cái cuộc điện thoại nó gọi tới. Kêu ra bưu điện lãnh tiền con gửi về. Rồi có không? Đâu có. Cái thằng nào nó dám mạo danh nó chọc tức tôi đó chứ. Tôi biết đó, tôi giết nó chết chứ không phải giỡn đâu nha. Thằng nó thiệt tình nè. Có lẽ nó biết sao ta? Rồi sao? Tại sao tôi hử thấy mùi mắm đây vậy? Mắm á. Không lẽ thằng Tư Mắm nó có mặt ở đây hả? Không có. Ông mới qua ông tặng bông rồi ông đi về. Cái gì? Có tặng bông rồi Tám hả? Tám nhận hả? Thì ông... Nó mà biết được là tôi nói tôi phải thiệt thằng này mới được. Ông... Nè. Gì? Tôi suy nghĩ rồi. Nếu mà Tám cứ từ chối tôi hoài mà thằng cha Tư cứ tiếp tục tới đây hoài là không xong. Ông ăn xương. Ông làm gì vậy ông Bảy? Ông làm gì thế ghê vậy? Trời ơi.
ơi. Trời ơi ông Bảy, đúng là tôi sẽ ăn cơm trước kẹn. Hả? Lúc đó gạo nó nấu thành cơm rồi sẽ xong hết. Đừng mẹ có cái kẹn đập đại cho đâu. Ông Bảy ơi, trời ơi. Tôi tới đây với anh, tới đây với anh đi, Tám ơi. Ông đừng có làm. Mày hả? Mày hả mày? Mày hả? Mày ngon hả mày? Trời ơi, mày ngon hả? Mày ngon hả? Ông Tư. Mày ngon hả? Mày ngon hả? Ngon mày đụng tới bả đi. Muốn chết mẹ mày à. Thấy chưa? Thấy sói ca chưa? Trời ơi. Nó đi chưa? Đi rồi. Nó đi chưa? Đi rồi. Nó đi rồi. Đứng lên Ly, đứng lên. Không. Nãy trong cơn ghen người ta có thể dữ dằn, mạnh bạo. Tôi đâu có sợ nó đâu. Thôi đâu? Hết trời rồi. Thôi. Nó đâu rồi? Cái gì nó? Nó đâu? Đi rồi. Ừ. Đi về rồi. Đó là tôi thấy mà. Cái gì? Thấy cái gì? Nó đâu rồi? Đi về. Ở đây thấy không? Thảo không? Đi về rồi. Mạnh ra. Đi về rồi mà. Nó đây nè. Trời cái. Cái phím đờn. Mắc là uổng tiền lắm. Trời đất ơi. Hú hồn ngu dĩa. Nó tìm cái phím đờn mà tôi tưởng nó tìm tôi. Thôi. Sao nãy ông quay quá mà. Ông hùng hổ quá mà. Nãy quay là sợ nó. Nó xâm hại vô con người bà. Cho nên là tôi mới dữ dằn vậy thôi. Giờ tôi có cái này tôi nói. Nhưng mà không biết là nói ra rồi ý của bà làm sao. Bà có chịu không? Thì nói đi. Thì giờ tôi hỏi bà luôn là bà có chịu không? Không nói thì sao biết mà tôi chịu. Rồi nói đi. Tôi muốn Muốn gì nói đi. Tôi muốn Muốn gì? Tôi muốn ăn hột vịt lộn. Trời ơi vô duyên quá à. Giờ này cái tự nhiên đòi ăn trứng à. À thôi tôi nói luôn. Tôi muốn chăm sóc cho bà có chịu không? Tôi chịu rồi ông Tư. Ai cho mà chịu? Ai cho? Chết rồi. Nghĩa, con mới về con. Chào bác Tư đi con. Chào bác Tư. Má nói gì má? Chào bác Tư đi con. Tôi không cần biết ai là Tư Nam gì hết trơn á. Hả? Má vừa phải thôi. Nghĩa. Má già rồi đó. Má biết. Làm gì coi được thì làm. Mà nha. Tôi chỉ biết ông Bảy thôi. Rồi ông Bảy. Ổng lo cho tôi. Ổng cho tiền tôi xài. Ổng lo lắng tương lai cho tôi. Con à. Có nghe ai thì con đừng có nghe ông Bảy con. Thôi khỏi đi. Tôi lớn rồi. Tôi tự biết cái nào đúng cái nào sai. Con à. Má con nói đúng chú, đó. Chú. Nhà của tôi. Chú không được quyền nói đâu. Nghĩa. Má ngồi đó đi. Con. Má ngồi đó đi. Già đứng không nổi sao đứng hoài. Biết rồi. Đừng có nói với má con như vậy. Chú. Chú không có biết gì trong gia đình con hết trơn á. Chú làm ơn chú đứng qua một bên đi. Tao thấy mày mới là người không biết đó. Không biết gì? Không biết cái gì? Má. Má cái gì? Đừng nói anh Tư đừng. Hả? Con người chú phải có liêm sỉ chứ chú. Lòng tự trọng phải có chứ. Nghĩa à. Con ơi. Thôi bỏ đi, dẹp hết đi. Giống như phim Hàn Quốc ha. Già sắp bệnh chết, anh hùng tới cứu. Ở đâu ra? Con à. Nghĩa. Má con nói thiệt má. Bây giờ con đủ lớn rồi. Con tự lo cho cuộc đời con rồi. Má không lo được gì hết. Thì má đừng có ý kiến trong cuộc đời con nữa. Nghĩa à. Mày im đi. Chú im đi. Nghĩa. Tôi đang là chú im đi. Con nói chuyện. Chú lấy cái quyền gì nói chuyện với tôi. Nghĩa ơi. Tao lấy tư cách là người lớn, tao nói chuyện với mày. Nghĩa ơi. Mày là thằng con mất dạy. Nghĩa ơi, con nghe lời má. Bây giờ mày chỉ biết mày lớn thôi à. Hả? Vậy chứ cái đồ gánh này nè. Bà gánh bao nhiêu chục năm để nuôi mày lớn tới giờ này. Bà gánh bao nhiêu chục năm cũng không thể nuôi lớn được tôi được. Đây là gánh hột vịt lộn thôi. Nghĩa ơi. Con ơi, con nói chuyện với người lớn, con phải nói chuyện. Mày đi. Tôi chỉ được bao nhiêu năm rồi. Bao nhiêu năm trong cái nhà rồi tôi được cái gì?
Mày là thằng con bác Hiếu. Tôi bác Hiếu cũng không phải là con của ông. Mày không phải là con của tao. Nhưng mà tao nói cho mày biết, mày đụng tới người đàn bà này là mày không yên với tao đó. Xin lỗi ông nha, đây không phải là người đàn bà của ông nha chứ. Bà không phải là người đàn bà của tao, nhưng tao biết bà, tao hiểu bà. Mày có biết má mày đã chịu bao nhiêu cái nhục nhã để nuôi mày lớn tới giờ này không? Anh Tư ơi đừng. Bà cứ để yên cho tôi nói. Mày tưởng tao với bà bây giờ mới yêu nhau à? Tụi tao yêu nhau từ hồi còn trẻ kìa. Nhưng gia đình bên ngoại mày vì ham giàu mà ép gả bà cho ba mày. Tới khi bà mang bầu mày, ba mày đuổi bà ra khỏi nhà. Chú nín đi. Đừng huyễn hoặc suy nghĩ của tôi. Tôi nói cho chú biết, ba tôi chết vì lao lực lo cho tôi, còn má tôi suốt ngày chỉ nằm ở nhà đú đỡ với ông này ở trong khác. Nghĩa mất dạy. Anh Tư, tôi xin anh đừng có đánh nó. Tôi chỉ có một mình nó là đứa con. Mà anh đi. Tôi nói cho ông biết nè, ngày hôm nay là ngày cuối cùng và cũng là lần cuối cùng ông bước vô trong căn nhà này. Im đi. Tôi không im. Tôi đứng đây nè. Ông mất dạy. Bà để im tôi nói. Ngày hôm nay bà không giết mày, tao cũng giết mày. Ở tù tao cũng giết mày. Tôi đứng đây cho ông giết nè. Được, ông làm gì được tôi? Anh mày mất dạy hả? Mày mất dạy hả? Mày Tam khi trót gợi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rước những giọt mưa cuối cùng. Tạm ơi anh yêu em. Tám ơi! Tám! Consulting Group, văn phòng chuyên nghiệp về di trú. À, nhớ rồi, cái văn phòng này là con mình nó
nó bảo lãnh mình qua đây mà, qua cái văn phòng này. Căn phòng này tốt đó, nhưng mà bảo lãnh qua thì nhanh, nhưng mà thằng con mình nó làm cho mình buồn quá. Alo, tao không cần mày quan tâm nha. Tao nói thiệt với mày á, cái điều tao sai lầm nhất trong cuộc đời tao á, là để mày bảo lãnh qua đây. Ha, cái gì? Mày đừng có nói nhiều. Mày cứ nhìn lên bàn, kiếm cái bức tâm thơ của tao. Ha, rồi coi đó, rồi ngủ ngon đi nha con. Đừng có nhớ gì tới thằng già này hết á. Cái gì? Không có tình cảm đâu mày. Thơ chửi đó. Vậy đi nha. Không biết con cái nhà ai mà mất dạy. Ủa, mình đẻ ra nó mà. À, thiệt là tức. Hồi sáng á, mình giận, hùng hổ bỏ đi. Bây giờ ra đường, tính vô nursing home này sinh ở đây. Sao giờ thấy trời lạnh, thấy nhót nhót. Tiền bạc thì không có bao nhiêu. Ước gì bây giờ, tự nhiên, ông trời cũng cho mình một gói tiền, một túi tiền, sống qua ngày cũng đỡ. Cái gì vậy? Hả? Trời ơi! Còn gì nữa đó hả? Trời ơi! Có rồi! Cảm ơn trời! Cảm ơn trời! Tiền! Có gì? Ăn cướp hả mày? Ăn cướp hả? Mày! Mày! Ôi trời! Ôi trời! Mày! 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 Nhìn lại coi, bà đã kêu trên là ai hiếp ai? Ồ, hẹp, hẹp, hẹp. Hẹp một con khỉ. Tôi này đâu mà là kêu heo. Ông ăn cướp vào tôi. Cướp cái gì? Cái túi đồ đó, tôi thấy ai quăng ở trên cái nóc này mà. Cái gì hả? Xin lỗi. Xuống đi, tự nhiên trong phóng ra như ngựa vậy đó. Tôi nhúng, chơi xuống nhúng gì má. Xuống đi. Chết mẹ, sao giờ xuống không được? Sao vậy? Nó kẹt kẹt cái gì ông nội ơi? Lấy coi nó bị kẹt cái gì vậy? Ây da. Cái pẹt mơ ti á. Trời ơi, bà vô duyên quá. Tự nhiên ở đâu nhào ra, nó tàn cướp. Xin lỗi. Hả? Chị biết tới chưa? Biết rồi hả? Dữ là tôi cũng mới tới, tôi không biết nữa. Đỡ tôi dậy coi. Điện thoại mấy đứa nhỏ không đứa nào nghe máy hết. Trời ơi. Anh muốn chết. Chết rồi. Bà già đúng rồi. Chết rồi. Bà già đúng rồi. Tôi đi nha. Ê ê ê. Bà. Trời ơi, đi. Để cái túi này lại. Chị Mừng gọi đại bàng. Dạ, đã bắt được bà lão. Dạ, bắt được bà lão rồi. Dạ. Cái gì trong này đây? Trời ơi, cái gì nữa vậy? Bắt được. Đứng lại. Bên đây là cái ngày gì mà toàn bị gái đè không phải trời. Đứng lại. Cái gì? Tôi có chạy đâu mà đứng. Lật lên. Kẹp vậy cho chắc ăn. Nhĩ sợ má rồi. Mày ơi thằng ơi. Ủa tôi đây mà. Ê bà kẹp. Nó chết tôi rồi. Ê bà làm gì vậy? Bà ơi, con bắt được bà rồi. Bà cái con khỉ. Tao là ông mà. Trời ơi. Ủa ông mà sao giọng eo eo vậy? Trời ơi, bà kẹp chiều này sao tao nói được giọng đàn ông mày. Vậy hả? Đâu buông mặt ra coi. Hả? Người đàn bà có râu. Mày vô duyên. Dạ. Tao là đàn ông với đàn bà tao. Dạ bác con xin lỗi bác. Dạ. Xuống. Dạ. Xuống, bơ xuống lại lên. Bác đợi con. Ừ. Trời ơi. Ây da. Cái gì nữa? Dạ kẹt bác ơi.
Kẹt cái phép mua tia phải không? Dạ, đúng rồi bác ơi. Để tao gỡ cho. Dạ, trời ơi. Ây da. Ây da, ui da, ui da. Ây trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cái quần gì mà kỳ cục vậy trời. Trời ơi. Trời ơi, làm tao nó ở nhào vô dễ mà thoát ra khó quá hà. Rồi, rồi, bác tự đứng lên đi bác. Bị hai cú đứng nổi mày ơi. Bác đứng lên được không bác? Dạ, bây giờ xìu lên không nổi. Là ý bác nói sao? Tao mệt lắm rồi, đứng không nổi. Dạ, dạ, dạ xìu dễ mà lên lên khó phải không bác? Ừ. Được rồi, để con kéo bác. Đợi bác lên coi. Trời ơi, già cả ăn cái gì mập thay như con heo vậy, mỡ không mà kéo lên không nổi luôn đây nè. Trời ơi, tao đâu phải cái đồng hồ rồi mày quay vậy? Dạ bác nặng quá, bác à? Cảm đi thôi, giờ bác tự xử giùm con đi, bác nặng quá. Trời ơi. Ui cha. Nè, cô là ai? Dạ. Mà tự nhiên ở đâu phóng ra đè tôi xuống vậy? Dạ, con xin giới thiệu với bác, con chức vụ ở đây là security. Security má ơi. Dạ con thích cái chữ security, con gọi con quen rồi. Rồi dạ, con kim lương y tá của nursing home. Cái gì? Dạ. Cô là y tá của nursing home này? Dạ. Hay quá trời ơi, y tá hả? Đúng. Dạ thưa bác, con là một y tá ở nursing home. Trời ơi, người ta nói y tá như mẹ hiền, sao cô giống mẹ mình vậy? Mẹ hiền hay mẹ mẹ hiền hay mẹ mình gì cả mẹ nó. Bây giờ con bận rồi, xin phép bác con. Ê, không. Cô là y tá phải không? Dạ. Tôi có chuyện gấp lắm. Không. Gấp. Bác không gấp bằng con đâu. Hả? Con xin phép bác cho con đi cái. Không. Tôi có chuyện gấp mà. Không, con gấp hơn bác nhiều. Con phải đi tìm bác ơi. Tìm cái gì? Quan trọng lắm, con tìm cái này quan trọng, không tìm được là con bị trục xuất, coi như là con không có đi làm. Khỏi đi đâu. Dạ. Cái quan trọng nó nằm ngay đây. Hả? À, thấy không? Ủa? Đây tôi nói cho con nghe, cái túi này đó là tôi lấy được từ một bà già mà tôi nghi bà là ăn trộm. Tại vì á, cửa chánh mà không đi mà bà nhào bà leo hàng rào. Bác ơi bác, con đâu có tím ba cái đồ ăn trộm này đâu. Con đi tìm một bà lão đang bị bệnh tim già nua. Bây giờ bà đi ra ngoài khỏi nursing home này nè, bà lạc một cái là coi như là con bị mất cái chóp làm việc ở đây. Ủa? Con xin lỗi bác, con phải đi. Ủa sao? Sao thế? Không phải gì đâu. Hả? Sao bác? Hello. Hello honey. Oh. Long time no see. Cái gì vậy? Hai. Ba. Dạ. Trời ơi. Nhỏ lớn là lần đầu tiên tôi thấy tình yêu đồng giới. Ghê quá. Ê con kia. Dạ. Mày nói gì đó? Hả? Dạ. Dạ, từ trước giờ mày chưa thấy bóng già hả? Cái gì? Đi mày! Dạ. Đi! Cái gì vậy? Dạ. Hả? Trời ơi! Dạ bác ơi! Bóng thì con thấy rồi, nhưng mà cái dạng bóng muộn như bác nó là con chưa thấy. Ở Mỹ nha! Dạ. Mỹ nó công nhận tình yêu đồng giới rồi nha! Dạ. Lãng hoạn tôi kiện cô đó! Đi! Dạ, thôi xin phép bác con đi! Đi! Dạ! Con đi nghe bác! Ê! Đừng đi! Đi! Đi im cho đi! Đi! Lạ quá! Trời ơi, ở trên... Đi! Dạ, con đi! Dạ, cái dạng mà cái người đàn ông mà mặc quần chấm bi màu đỏ mới nhìn tưởng ông già Noel nhưng mà không phải! Ông là ai vậy? Tôi tự nhiên nhào nhào đó ôm tôi! Tôi nè! Chủ nhân của cái giỏ! Ủa? Râu mọc lẹ vậy? Dẻ! Trời ơi! Ông ơi, ông thông cảm! Tôi phải ra tôi lấy cái giỏ này! Tôi chuẩn bị cả năm rồi đó! Ơi, chuẩn bị cái gì trong này? Nhang đèn. Cái gì? Nhang đèn. Trời đất, bà hết chuyện sao bà ăn trộm ba cái thứ rẻ tiền là vậy? Không phải, cái này đâu phải ăn trộm. Thứ sao? Tôi chuẩn bị đặng tôi về tôi đón giao thừa với con cháu tôi. Trời đất ơi, bà cũng rảnh quá. Đón giao thừa với con cháu thì kêu tụi nó tới rước mình về được rồi. Mắc mớ gì phải leo rào làm quan trọng quá. Có điện thoại rồi mà có đứa nào nó bắt máy đâu. Ủa sao vậy? Không biết nữa, không biết tụi nó có chuyện gì không nữa. Mà có con y tá đó tụi đâu có dám ra lấy. Tôi phải lấy với kỳ tụi dễ cái râu lên. Trành tối trành sáng nó tưởng tôi là bóng. Hèn gì, bà làm sao mà nó tưởng tôi bóng luôn, kỳ thế bà. Thôi, ông thông cảm, đồ này cũng đồ của ông mà. Ừ, lắc cỡ. Hồi nãy tôi lấy lộn cái vỏ ông đó. Ừ.
Thôi, ủa mà sao ông vô đây chi vậy? Ông đứng đây chi? À, tôi tính xin vô viện dưỡng lão này ở. À, thì ra cũng có con đuổi vô đây vậy. Còn lâu, không có đứa nào đuổi tôi vô được hết. Tôi chỉ bị nó lừa thôi. Còn cái nào mà lừa cha mẹ tụi mấy bà? Không lừa hả? À, nó bảo lãnh tôi qua đây 2 năm mà nó để tôi ở trong nhà. Ngày nào tôi cũng phải nhìn 4 bức tường xung quanh, buồn thấy bà luôn. Thôi ông ơi, ông vậy mà cũng đòi hỏi con cái quá đáng. Bây giờ nó đi làm còn tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền bill này nọ tùm lum tùm la. Không đi làm hai cha con ôm nhau chết đói hả? Nè, bà nói vậy cũng đúng. Tôi nói bà nghe, con cái gì mà kỳ vậy? Tôi bị bệnh cả tuần lễ, nằm ở nhà nó cũng không biết. Ông có nói cho nó biết không? Không. Ông nói cho biết, ông chết thì mày kệ mẹ ông cho rồi đi. Ông không nói cho nó biết được, nó còn phải đi làm mà. Bổn phận làm con thì nó phải biết chăm sóc cha mẹ, quan tâm. Tại sao tôi phải nói nó mới biết hả? Quan tâm chăm sóc mình phải nói cho nó biết chứ. Cái này tại ông lì quá, ông không nói cho nó biết. Bởi vậy ông vô đây là đúng rồi. Nhưng mà ông vô đây á, là tôi thấy ông là tầm bậy rồi đó. Bà nói vậy là sai. Không. Vô đây á, ít nhất mình có người nói chuyện, có người săn sóc, chăm lo cho mình. Còn hơn ở nhà, không ai lo. Vô thử đi rồi biết. Tôi ở trong này mấy năm rồi tôi kinh nghiệm. Cái con mà hiền nhất là cái con hồi nãy đó. Còn tất cả là trên level của nó hết. Trên hết level là ấp ấp không, không có đào. Hiểu không? Con đó là hiền nhất, mà tỉnh nhất ở trong cái nó sinh hôm này đó. Ghê vậy? Vô thử đi rồi biết. Ê, xe buýt tới chưa? Chưa, nãy tôi mới tới à. Chắc có phải nửa tiếng nữa mới tới. Hey, thôi kệ, có ông ngồi nói chuyện cũng đỡ buồn. Tôi cũng đang chờ xe buýt đây. Nè, bà về thăm con cháu là sao? Và tại sao bà muốn về thăm? Ôi. À, cúng vô thừa nó làm chi? Bà cúng trong nursing home này cũng được vậy. Ôi, nói vậy chứ về có mùi con cháu nó cũng vui hơn. Ồ. Chứ năm này về không biết sang năm có về nổi không. Đúng thành rồi. Thành ra tranh thủ được lúc nào hay lúc đó. Nhìn cái tướng bà vậy tôi nghĩ sang năm chắc đu rách thử nhang quá. Cha già mất hết. Du duyên. Yếu quá mà. Yếu thì yếu chứ. Làm gì đu rách thử nhang. Chờ đi, có xe buýt là tôi về. Rồi, ngồi chờ đi. Ê, già ở đây không có con ở cháu buồn lắm ông ơi. Ông nên ở nhà. Thôi hỏi đi. Khổ quá. Chuyện của tôi biết tính rồi. Chuyện bà lo chuyện bà đi. Thì đây đang chờ xe buýt là về. Ăn đón giao thừa ăn Tết với mấy đứa. Chị Mưng gọi đại bàng. Đã leo lỡ luồng lách tìm bà già. Nhưng mà vẫn không thấy bà. Cái gì vậy? Cái gì nữa hả? Ngồi lại tư thế cũ. Đóng cửa thôi đó nha. Ê đừng có vuốt nhột. Hả? Nhột chồng làm. Chết lâu rồi nhột. Làm là phải tôi giống. Trời ơi, mình đi một vòng mấy chục phút quay lại mà mần cũng chưa xong nữa trời. Trời ơi, cái gì mà già cả gì mần lâu vậy trời. Anh yêu. Mơ. Em yêu anh lắm. Oh yeah. Lâu quá không gặp. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh, thôi tới đó thôi, tới đó thôi. Không lên cái nữa giả rớt răng liền. Trời ơi, trời ơi. Không ngờ hai ông già này ông có nhiều kiểu lạ dễ sợ luôn á. Trời ơi. Trời ơi, già mà còn chơi cái màn đá lửa. Ủa, lạ quá. Ông bung cái giống ôm gì vậy? Ý, thôi mình rảnh, mình ra mình giải lao, mình coi cine đi. Trời ơi. Mẹ rồi, nó ngồi luôn rồi. Thôi thì thôi, ráng đi, ráng đi. Hình ảnh rõ nét, âm thanh trung thực. Oh yeah. Cái con quỷ. À, dạ. Mày coi phim trả tiền hả mày? Ủa, con tưởng coi free. Còn lâu, ai rảnh là đóng free cho mày coi. Dạ. Vậy nhiêu tiền vé bác? $10. Để con coi coi. Trời ơi, nói giá chi vậy? Để cho nó đi đi. Con còn đô coi được không bác? Cái gì? Có đô hả? Một đô hả? Dạ. Cho bà coi khúc cuối thôi nha. Dạ. Rồi hết rồi đó. Hả? Trời ơi. Già bởi vì cái gì cũng nhanh. Cái như gà cái xong à. Khúc cuối mày đòi hỏi gì nữa mày? Tao mày đi đi mẹ ơi. Trời ơi. Trời ơi. Bác. Bác con dặn bác nghe nè. Phim vui đó. Nhưng mà hả, con dặn bác mai mốt bác có làm ba cái chuyện này á, bác vô ở trong á, bác làm nó kín đáo.
Chứ ở ngoài này gió máy lắm mà trời tuyết nó xuống một cái là đang làm cái nó cứng hàm luôn á. Mà tuyết nó xuống một cái là dán sao đóng băng y chang rồi đó. Mày đi đi mày ơi. Dạ, con đi cũng được bác ơi. Mình quý là phải sợ. Mình phải ôm âu yếm như vậy cho cả thế giới biết tình yêu của chúng ta chứ. Yeah, oh yeah. Yes. Oh, oh my god. 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 Mới vừa nói cái gì vậy? Mới vừa nói ôm để cho biết cái gì vậy? Để cho cả thế giới này biết hai đứa tao yêu nhau tình yêu đồng giới. Oh my god. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cái gì? Có biết làm như vậy tôi đau lắm không? Quay lại đây. Ê, ông nè. Ê, trời ơi, tại sao quên ông? Con Kẹp Nhi hả? Ê, trời ơi. Kẹp Nhi dám bỏ tôi. Cái gì? Dám bỏ tôi không có được quên ông. Trời ơi, mày đứng lại. Không dám đâu, quên mày luôn. Trời ơi, không dám cái gì vậy? Mày luôn. Đứng lại. Mày là người yêu ông hả? Đứng lại. Quên mày luôn. Ông đeo nha ông nội, ba tôi đó. Ba. Đứng lại. Trời ơi, lần đầu tiên coi được phim tập 2, bóng hỗn hợp. Mày im đi. Không hợp con quỷ. Trời ơi, ba ơi. Ôi, con không nghĩ luôn thôi. Tự nhiên cái hồi nào đến giờ ba không sao. Rước ba qua đây được 2 năm cái ba đổ bóng. Già rồi đổ bóng, tao gọi là bóng xế chiều tà đó ba. Ủa anh? Không có. Ủa anh, vậy nãy giờ đây ba anh đó hả? Ba tôi tự nhiên không làm gì hết. Không. Viết cái tâm thư không. Dài thòn để ở nhà. Nói với tôi là tôi tệ bạc. Thì ra là kiếm cớ cuốc gói bỏ nhà theo trai. Anh ơi, anh đừng có buồn. Nhiều người vậy đó anh ơi, lúc trẻ người ta bình thường mà lúc già người ta lòi bóng. Cái đó gọi là bóng muộn đó anh. Bác tránh ra đi. Em làm, trời ơi mới nãy đó. Trời ơi, hai người già như vậy nè. Quá, mà ngồi quá như mà. Vậy nè, đó. Coi nè, khung nè. Giống như là ăn xương vậy đó. Em ngồi ra em coi tới đâu mà. Tao nói em dưỡng da gà mà em tới đó luôn. Tôi biết ba tôi làm thấy ghê không chứ cô thấy ghê. Trời, cô con gái mà sao cô thấy ghê vậy? À, dạ tại vì em coi phim sao rồi em. Ba nỡ nào? Ba ra ngoài đường ba bôi tro trét đâu vô mặt con vậy ba? Trời ơi, có bôi cái gì đâu, có hai đứa tao tự bôi nước miếng cho nhau thôi hả? Ông im đi. Ông quen ba tôi từ hồi nào? Ông nói cho tôi biết. Thôi. Con của ông như vậy rồi, chúng ta chia tay. Ông không có được đi đâu hết, ông phải ở đây chạy tới tới rồi mà. Ông không có được đi. Tới rồi. Trời ơi. Tóc dài mà để râu nữa. Sao mày vô duyên vậy? Ca sĩ cũng có người để tóc dài mà cũng để râu đó sao? Quá ra là bà bác phải không? Bà bác bỏ trốn mà bây giờ bác vẽ râu lên con nhìn không ra. Đúng không? Chị Mừng gọi đại bàng. Con bắt được bà lão rồi. Con đừng chị Mừng đại bàng gì hết. Dạ. Tôi lại cô cho tôi về. Tôi về tôi cũng giao thừa với con cháu tôi đêm nay đi cô. Nhưng mà không được bác ơi, bác phải ở lại đây. Không, xe buýt đi rồi kìa. Không, xe buýt đi rồi. Xe buýt bây giờ chị khuôn rồi. Xe buýt đến mà bác cũng không đi được. Trời, bác phải về đi tôi lại cô bà. Cô tôi lại bác. Bác phải ở lại đây. Bác già cả rồi. Bác đi lỡ bác có chuyện gì là con bị bệnh, là con bị đuổi việc. Không có sao đâu, cho tôi về đi một đêm nay thôi. Chỉ một đêm nay tôi cũng giao thừa xong mai tôi qua lại liền. Con đã nói với bác là không được. Yên lặng đi. Nè khoan, bây giờ có chuyện có ai cho tôi hiểu được chút xíu vậy không? Tôi mới vừa tới, tự nhiên nói ba tôi lãng bóng già, xong giờ lòi ra bà này là bà lão. Bắt bớ vụ gì nữa là sao? Thì là câu chuyện gì nè, tôi kể cho anh nghe. Bà lão đây á, là bà ở trong cái nursing home mấy năm nay rồi. Mà bây giờ bà bị bệnh tim yếu dữ lắm. Mà cứ lén lút tính trốn đi về để ăn Tết không à. Mà không có đi được. Bệnh viện người ta không có cho. Sao đây... được. Nè cô y tá, tôi nói cô biết nha. Cô có trái tim không? Hả? Cái bà này á, bà chỉ cần xin cô về có một đêm thôi để cúng giao thừa với con cháu bà. Gì mà cô không cho. Năm nay á, bà còn sức khỏe. Biết đâu năm tới bà không còn đủ sức đi, lúc đó cũng muốn cho cũng bằng thừa. Lại cô bà cho tôi đi một đêm này thôi. Bà ơi, thực sự là con cũng muốn cho bà đi lắm, nhưng mà cả gia đình của bà đi nghỉ vacation rồi. Vacation. Gì nói được
mất dạy. Sao tự nhiên ba chửi con? Thì cái sình đi không luôn, sao không đem cha mẹ theo? Con có đem bà đi được đâu, bà đâu phải mẹ con đâu, con tới rước bà mà. Tao chửi, con chửi mày, tao chửi con hả bà? Dạ, thì con cũng nói sao cho bà đi. Bác đi mà gia đình gửi email nói là bằng mọi cách phải giữ bà lại, tại nếu mà đưa bà đi như vậy thì cũng rất là phiền phức. Phiền phức cái gì? Cha mẹ mày phiền phức cái gì hả? Bị cái xanh thôi mà, đi nó mà không được. Bây giờ đem về đi theo có sao đâu. Dạ, bác gặp con của bà. Cái gì? Bác chửi đi con đâu phải. Bà đâu có gì mày? Dạ con chỉ security với y tá thôi mà. Con đâu có trách nhiệm nữa đâu, con chỉ trách nhiệm giữ bà lại thôi. Ông không có được chửi con tôi. Sao không được chửi? Thì nó làm lụn cực khổ cả năm trời, cũng phải cho vợ chồng nó đi chơi chứ. Mình già rồi, đi theo thằng chi cho khó khăn con cháu, rồi nó không được tự do. Bà đừng có binh. Bà binh vậy là bà binh sai rồi. Sai cái gì? Con cái nó có thể bỏ cha mẹ, nhưng cha mẹ không thể nào bỏ con cái được. Thôi, tôi cũng giao thừa ở đây cũng được. Tôi khỏi gì à? Mình đi vô đi cô. Khoan đã bác. Cô y tá, cô y tá, cô ra đây, cô đi ra đây. Tôi bữa nay là tôi tới để tôi rước ba tôi về. Tại ba tôi viết trong thơ nói là tới xin vô nursing home ở. Mà tôi thì tôi không hề muốn ba tôi vô nursing home một chút nào hết trơn á. Thì tới đây tôi mới gặp trường hợp của bà lão như vậy nè. Không ấy, cô cho bà lão về nhà tôi đón giao thừa với nhà tôi một ngày thôi. Ngày mai tôi trở lại cho bà lão có không khí gia đình một đêm thôi mà. Mất dạy. Sao chửi hoài vậy? Tao nói là bữa nay mày không còn mất dạy nữa. Mày mới là con của tao đó. Ủa, ba không hổ danh là tài bánh tráng ha. Lật ha. Lật cái gì? Giả mày chết cha bây giờ. Lật cái gì? Dạ, con cũng thấy. Ý nó hay. Dạ, anh nói đúng rồi bác. Vậy sao? Mặt vậy mà không ngờ bác tính hai mặt ghê á. Đánh nè. Dạ. Vậy cho bác về đón dạ. Giao thừa con. Dạ, bác về với nhà con đi. Ông anh, cho tôi về đón giao thừa nhà ông anh cho có không khí gia đình được không? No problem. Hả? Dạ, ba con nói là không có thành vấn đề. Dạ. Vậy thôi. Cảm ơn. Nhưng dạ, mà khoan. Con quyết định là cho bà về đó. Khoan. Dạ. Còn một chuyện tôi hỏi mày. Dạ. Nhà có hai phòng thôi. Dạ. Mày ở phòng, tao ở phòng. Dạ. Bà về, bà ở nhà. Ở với bà. Chứ không lẽ qua ở nhà con, phòng con. Mất dạy. Sao chửi hoài vậy? Mày nói đúng ý tao quá. Con nói thiệt với bác, con ở với ba con 30 năm mà tâm lý ba con khó dò lắm. Khó lắm. Chắc là lia thia quen chậu. Hôm nay ông quen cái chậu ở đằng này rồi. Vậy bây giờ đi con dắt bác ra xe. Rồi cái giỏ của ba con nữa. Đây nè. Về lẹ đi để tuyết. Thôi tôi đi nghe cô y tá. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nghe. Cảm ơn cô y tá. Dạ thôi đi. Đường đường này, xe con để bên này. Ủa đâu? Đúng rồi, xe con bên này. Dạ. Khoan. Bác ơi, bác đi. Ủa có mèo kêu đâu vậy? Không phải, nó khóc. Con khóc đó. Cái gì khóc vậy? Thì bác đi một bữa rồi bác về mà. Con vẫn chăm sóc bác như ngày xưa. Dạ, con biết mà. Chứ sao con khóc? Sao? Nhưng mà con khóc, cái này là con khóc cái hoàn cảnh của con. Hoàn cảnh mày sao? Dạ, con vô cái nursing home này con làm việc là cũng xuất thân vì con mồ côi cha, mồ côi mẹ. Bây giờ lớn lên, gái ế chồng vẫn còn nguyên cô độc. Giờ bác đi rồi. Hôm nay giao thừa con cũng được nghỉ vacation mà không biết đi về đâu. Anh ơi, hay anh dắt em về nhà anh. Em đón giao thừa cho vui, chung nhà, chung cửa được không anh? Chết cha, bác ơi, ba con mua trâu được nghe rồi kìa. Thì đừng có bậy nha. Thì nói với ai vậy? Dạ, con... Ủa, nãy giờ con ghé bờ dài bác hả? Ừ. Vì ảnh đâu rồi bác? Bên kia kìa bà nội. Ôi, dạ, con sorry bác lộn bờ dài. Hèn gì thấy cái da nó hơi sệ sệ, nhão nhão. Anh. Hả? Cái ý lúc nãy mà nết đã chuyển tải rồi đó. Anh có nghe không? Anh có thể cho em về, em chung đón giao thừa, rồi em chăm sóc hai bác. Em không có lấy tiền babysit được không anh? Ấy ơi, nói thôi chứ đừng dựa bờ vai này, 30 năm chưa có ai dựa đấy ấy à. Khoan.
Dạ thôi tự dựa. Để tôi họp họp gia đình tôi một chút ba. Chuyện gì? Bây giờ tình hình vậy, bà y tá này bà xin về bà thấy sao? Không, để tao quyết định. Bây giờ tôi có quyền hơn ông. Để tôi quyết định với nó. Tôi rồi. Quyết định với con trai mình. Nhưng mà nhanh không thấy tôi nhanh đâu. Quyết định nhanh nhanh này bác. Bà nhanh như quả tiễn vậy. Được rồi. Dạ. Nhanh như quả tiễn gì. Nè, cho nó về luôn đi. Sẵn nó chăm sóc bác, chăm sóc ba con. Trời cho ơi. Nó về đón giao thừa. Bác cái nhà con như cái trại tế bần vậy đó hả? Mày nói quá mẹ ơi. Nhưng mà cái chuyện mà đón giao thừa, cái chuyện cúng là quan trọng. Mà cái hậu là sau khi cái cúng á. Là sao? Là sao? Nhà có hai phòng à, ba với bác ở chung phòng. Rồi bà về bà ở đâu? Ở phòng mày. Ồ thế à? Phải quá rồi. Phải quá rồi. Giả bộ. Em thấy bác đưa cái ý kiến cũng đúng đó. Hai bác ở chung phòng. Em nhanh ở chung phòng cũng như mẹ, lắm à. Mà tao ngắt nha. Con này nó kẹp dữ lắm á. Dạ, dạ, tại à. Tại em làm security mà em kẹp với em nhúng dữ lắm. Trong này là nó là dữ dằn nhất đó. Dạ. À, không sao, kẹp từ từ con kẹp lại. Vậy bây giờ á, ủa, thôi mình đi luôn. Khoan, dạ. Phải báo về trong nó xin lắm. Đây, bắt đội đó, để con giải quyết. Gì đó vậy? Chị Mừng gọi đại bàng. Trời ơi. Đã tìm thấy được bà lão, nhưng mà con y tá mất mẹ nó rồi. Dạ. Ừ, vậy thôi hả? Giờ đi, con đi nói chuyện mình nha. Trời ơi. Luôn. Nóng quá. Ừ. Ủa, ở gần đây bộ có cái trại heo nào hay sao mà có mùi nó hôi hôi thúi thúi. Gần đình đâu có ai dám nuôi heo quá. Ừ, bây giờ nó lại hết mùi rồi. Dạ. Nóng quá. Nóng để em quạt nữa quá. Sao nó lại có mùi vậy? Mày quạt coi. Hết mùi. Quạt coi. Trời ơi, thì ra cái mùi đó từ con người của mày xuất ra đó hả? Mày làm lý trưởng mà sao mà để người mày nó hôi quá vậy? Quan thông cảm, trời nắng nóng quá, mồ hôi nó đổ, mặt tiền có, đường hẻm cũng có luôn. Cho nên nó bốc ra để em quạt, quan hửi chút đỉnh vậy thôi, quan thông cảm mà. Thôi khỏi đi. Dạ, dạ, thế thôi. Hôm nay ông trời ông gầm gừ như vậy mà trời không mưa nổi. Dạ, yeah. Đây hạn hán, quan coi lúc trước hạn hán mà nước sông nó còn thì đỡ, bây giờ hạn hán mà nước sông cạn, mấy đứa nhỏ xuống dưới nó chơi banh đũa được dữ lắm á. Năm nay thế nào cũng chết quan ơi. Bởi vậy, do là trận dòng xây đập cho nên con nước nó đâu có về. Dạ. Sông nó mới khô cạn. Dạ. Cây cối mùa màng mà không có nước làm sao mà sống. Dạ. Rồi đây, nước mặn sẽ xâm thực. Dạ. Biến cả vùng đất màu mỡ này thành vùng đất chết. Chết. Dân làng sẽ chết hết. Dân làng chết hết. Quan có chết không Quan? Làm sao mà chết được? Dạ. Tao có điều kiện mà. Dạ. Nếu cái vùng này là vùng đất chết. Dạ. Tao sẽ lết qua cái vùng đất khác để mà sống. Dạ. Quan lết đi hả Quan? Ừ. Vậy cho em bám phao câu qua em theo nha. Cái gì vậy? Dạ. Quan dựng dẫn. Thôi được không Quan? Dạ. Nhà Quan cho em hỏi coi. Trời ơi, thượng nguồn nó xây đập, mình đây hạ nguồn lãnh đủ, sao mình không đi thưa quan? Thượng nguồn, người ta ở thượng nguồn, người ta muốn làm gì thì làm, mình đã hạ nguồn thì đương nhiên là lãnh đủ rồi. Mày sao có hỏi hoài, sao mày không lên mày hỏi vua mà hỏi tao? Dám gặp ổng đâu mà hỏi. Mà em tức cái sông này sông chung mà tự nhiên muốn làm gì là làm, làm sao quan? Sông chung cái gì? Mày không nghe ông bà đã có câu hả? Cha chung không ai khóc. Dạ. Không gì là sông chung. Dạ em hiểu rồi. Không? Dạ em hiểu. Em quạt quan cho bữa nay. Khỏi đi. Dạ, dạ. Quạt quay. Dạ, Quang, em nói thiệt với Quang nha. Em thấy cái vấn đề này, em hỏi Quang chút xíu nha Quang. Hỏi đi. Đất này khô cằn sắp chết hết rồi. Mà em mua cái chức lý trưởng này bộn bạc mà về mần ăn mới có 2 năm mà giờ chưa lấy vốn lại. Thôi, gặp vụ này hôm Quang, điều em đi chỗ khác, ướt át, màu mỡ để em lấy vốn lại được không Quang? Mày nín, nghe tao nói nè. Mày nói thì tao nghe. Thôi mày hổn vậy mày. Dạ. Nói chuyện với Quang mà mày xưng mày tao hả? Dạ em đang học tập. Mày học tập cái thằng mất dạy nào? Thằng này nè. Ê, không có hổn nha. Dạ em đâu có hổn. Em đứng gần Quang,
Em đi với quan em nghe quan nói chuyện với người ta, quan xưng mày tao không hả? Thậm chí quan chửi thề, có bữa quan nói tục nữa. Tao là tao là quan, tao muốn làm gì thì làm. Dạ. Mày không có được quyền nói như vậy nghe chưa? Dạ hiểu. Dạ. Dạ. Em quan bớt giận. Tao khỏi đi. Dạ. Dạ. Nghe tao hỏi. Dạ. Trước khi làm lý trưởng mày làm cái gì? Nghe quan hỏi nhân thân em hả? Ừ. Em nói quan nghe, quan giật mình luôn đó. Làm cái gì? Dạ chăn trâu. Dạ. Nhìn cái tướng mày là tao biết mày chỉ làm chuyện chăn trâu thôi, chứ không có làm gì khác hết trơn hết trời. Rồi tiền đâu mày mua cái chức lý trưởng hả? Em tiền đâu? Em đâu có mua. Chứ ai mua? Ông Bá Hộ cũng mua. Bá Hộ mua. Em chăn trâu cho ổng. Một ngày đẹp trời đang chăn trâu, có một thằng gia đình chạy ra: ê mày đừng có chăn trâu nữa, mày về nhà đi, ông Bá Hộ ông gả con gái đẹp cho mày. Vậy là mày có phước. Phước ông nội em chứ phước. Trời đất ơi, con nhỏ đó nó đi chơi đêm rồi nó hút xì ke, nó chơi đá nữa. Rồi không biết ai làm cho nó cái bụng binh rỉnh vậy nè. Rồi ông nhục nhã, ông hốt em vô nhận cái bào thai đó đó. Thấy không? Rồi mày có nhận không? Không nhận, ông đuổi em rồi sao? Nghề nghiệp chăn trâu mà không được chăn trâu thì làm sao? Em nhận, ừ. Em cười, em bỏ tiền mua chức. Ông đưa em vô đúng quy trình và em đường đường trở thành lý trưởng này, hay không? Hay đó. Dạ, em làm lý trưởng, em nói thiệt, đứng gần quan, được hầu hạ quan, học tập kinh nghiệm của quan. Dạ, em mừng, em vui lắm quan. Dạ. Yeah. Mày bước qua đây coi. Dạ, bước qua. Ừ. Dạ, bước. Dạ. Dạ. Sao cái chân mày bên thấp bên cao vậy? Rồi hồi đó chăn trâu thì không có. Từ ngày lên làm lý trưởng rồi các bạn, em sửa tướng quan. Sao vậy? Trời ơi, để em làm cho quan coi. Làm lý trưởng mà đứng trước dân đen em cầm cái gậy à, thằng nào mà cà chớn hả, tao gõ một cái phun máu đầu ha. Ngoài vậy đứng thẳng vậy nè ha, thẳng như cái chài đâm tiêu luôn đó. Còn hãy đứng trước quan thì em dày. Dạ, yeah, em dày. Dạ, yeah. Đó, quan là em phải như vậy, mà quan quyện em dày nha, còn thượng thư là em xuống dày nữa. À, gặp bà thái giám hoặc là mấy ông vương gia là em lết, không em lết vậy là đó, lết vậy là lết vậy là gặp vua là em vậy luôn đó. Là mày đứng vậy đi làm quá. Nhưng mà kể ra mày cũng là người biết thời thế đó. Dạ dạ quan, con biết nhân thân em, mày về em hỏi nhân thân quan nha quan. Hỏi đi. Trước khi quan làm quan huyện vậy, quan vui mày kinh sử được mấy năm à? Tao đâu có cần vui mày, tao chỉ cần vui mãi thôi. Vui mãi là sao? Là bỏ tiền ra mua chức đó. Trời đất. Vậy là quan cũng thường như em mua chức không hả? Dốt đặt ăn mày không biết mẹ giờ lên làm quan. Trời đất quỷ thần ơi. Đừng có nói lớn. Dạ. Người ta nghe hết. Dạ. Ừ. Nhưng mà quan vui mày kinh sử mà vui. Quan lên quan làm quan huyện. Nhưng mà ý em hỏi là trước khi mà quan vui, quan làm nghề chi à? Tao làm trận dê. Hả? Trong từ điển tiếng Việt có cái từ chặn dê không trời? Cô chặn dê làm sao hả quan? Có nghĩa là mỗi buổi sáng, dạ, tao mở cửa chuồng cho dê ra đồng. À, tao chặn cửa không cho dê vô. Dạ. Chiều dê về tao mở cửa cho dê vô, chặn cửa không cho dê ra. À, gọi là chặn dê đó. À, đây là từ mới đó bà con, cho tràng pháo tay cho bà con ơi. Chặn dê thì nói cho nó sang, chứ thật sự nó cũng là chăn dê không quan. À, em nhìn quan cái gì? Em nhớ quan lúc quan chặn dê ở miệt nào à? Bên kia sông hả? Bên kia sông. Ừ, đúng rồi, chính hắn. Tổ bà mày, mày là cái thằng có bầy dê tám mấy con mà có con dê đực mà bị lát đồng tiền phải không? Mày tới mày cướp cỏ trâu tao, mày cho dế mày ăn phải không? Mày nít trong lòng mày đi. Mày ăn cướp. Mày im. Cái thằng đó là tao đó. À, thấy chưa? Nhưng mà tại vì bỏ qua đi, cái chuyện nó xưa rồi mày nhắc là làm cái gì? Cũng tại mày. Mày có của mày không biết giữ, sơ hở là tao tới tao hốt thôi. Cái đó là tao chỉ là ăn trộm chứ không phải là ăn cướp. Mày không nghe người ta nói hả? Nói sao? Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. À, cho nên bây giờ tao mới là quan nè. À, tao cũng cướp của mày nhiều thứ lắm. À, mày đuôi trong sao là sẽ chân đình đó. À, lại cái bằng chân bằng thơ. À, cãi cũng gạch lên. À, đây là cái sổ thu chia đây cho tao. À, đi. Mày đừng. À, mày chửi tao hả? Tao đâu có, em đâu có chửi đâu. Tại vì em ngứa núi muốn mọc răng khôn á. Mày được cái sao? Đi. Mày muốn cướp, tao cướp cho mày con. Kêu quan, cho tôi
Cho tôi kêu quan, cho tôi kêu quan, cho tôi kêu quan, cho tôi kêu quan. Ê! Dạ. Bà chạy tới này lui không mệt hả? Dạ mệt chứ. Mà tại thấy đi ngang cái đình này thấy nhoi quá nên con nhoi theo. À. Dạ. Dạ bẩm quan huyện. Sao bà biết ta là quan huyện? Dạ, ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, trắng trẻo vậy, không phải quan huyện, không lẽ ăn cướp? Nhưng mà bà tại sao bà biết ta đây mà tới tìm? Bị tối qua con ngủ nằm mơ thấy quan hiện về. Làm cho ta là hồng ma dứt dưỡng gì hiện về? Dạ chắc có lẽ là tôi mơ thấy một giấc mơ đẹp, hoặc là cái nỗi ám ảnh quan về. Chứ dễ gì mà quan lớn về cái huyện trần ai khoai củ khổ sở này, phải không quan? Dạ, dạ. Lưng của bà bị gù hả? Dạ hồi trước không có, mới gù đây thôi à. Chính xác là lúc nào? Dạ từ cái hầu mà mấy ông tăng thuế đó. Mỗi lần tăng thuế vậy là dân gánh một gánh nặng. Một ngày tăng 10 lần là gánh 10 gánh. Gánh riết nên gù. Mà không phải mình con gù đâu nghe. Cả cái làng, cái huyện này ai cũng gù hết trơn hết trọi á. Con nghĩ quan sau này đừng có lấy tên là làng khoai củ nữa. Tôi lấy tên gì? Làng khoai gù. Nhiều chuyện. Dạ đây, 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 đây. Dạ, dạ sổ sách đây à quan. Dạ, con người. Đủ đi hả? Từ từ. Dạ, dạ quan cầm em. Để em tính. Nè các bà kia, bà ngon ha. Bà đi gặp tôi ha. Mà tôi đã giải quyết là tôi nói là không có được. Mà bây giờ bà mò thay tới đây là sao? Đi về đi, tụi con mẹ già. Tôi không có già nha. Không già sao cái mặt vậy? Mới có 49 tuổi thôi. Trời ơi, 49 tuổi mà tăng thuế nhiều quá làm nay lưng trả không có nổi cho nên vợ già tóc bạc. Không nói nhiều đi về. Không, tôi tới gặp quan có chuyện. Ê, chắc ra. Bà coi bà bước qua được cái trạm thu phí này không? Vậy thu phí hả? Ờ. Bỏ thu phí à? Ờ, qua thu khác rồi. Thu gì? Giá. À, tưởng gì chứ thu giá dễ. Để tôi về nhà tôi ủ giá rồi tôi đem lại sao được không? Bà nội bà đó. Giá đây là giá, với phí là tiền biết không? Chứ không phải giá trụng, giá ăn sống biết không? Có tiền thì qua, không có tiền thì cút. Nói vậy vẫn là thu tiền hả? Đúng vậy, đổi từ cho nó mới thôi. Thu tiền, nó đại thu tiền. Bà đặt thu giá. Nè, ăn giọng đi. Ừ. Ăn giọng rồi sao dở cản lên? Tự dở. Ê, bà chơi tiền lẻ hả bà? Ờ. Dạ, dạ bẩm quan. Con đến đây nghe tin quan lớn tới, con lại quan lớn làm ơn cho dân làng mượn cái sân đình này đi làm lễ cúng tế ông trời. Sau đó là để thương ông trời. Trời đất ơi. Ê bà lậm ngôn nha, cái kiểu này dân chúng nó ném đá bà chết nha chưa? Phải thưa chứ. Thưa sao? Năm nào cũng cúng tế ông trời để trời ban cho mưa thuận gió hòa. Quan ơi, mấy năm nay hạn hán mất mùa, dân lành đói kém, tăng thuế tăng phí dữ quá, không có tiền cúng. Vậy mà ông trời đáng lẽ thấy dân khổ sở thì thương chứ đằng này để bỏ dân chết hạn, chết khô, chết đói là sao? Nên tôi thua. Có chuyện đó không vậy? Dạ, cái vụ này, dạ bẩm quan, nói quan nghe cái bà này bà nghe người ta suối bậy chứ không có. Nè nè nè, ông là hương chức hội tề mà ông ăn nói không dám ngưỡng, không biết ngưỡng miệng hả? Làm gì ngưỡng miệng? Cũng tại mấy ông không? Sao tại? Mấy ông, dạ 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 bẩm quan. Cái gì? Cái hồi ông này ông chưa làm lý trưởng đó. Rồi. Mỗi lần mà cúng tế thần hoàng bốn cảnh, dân làng tụi con có gì cúng nấy, chẳng qua là tấm lòng phải không quan? Ừ. Từ hồi ông lên chức lý trưởng, ông bắt buộc dân làng phải đóng góp, đóng cho lớn vô cúng cho to lên. Hả? Ai có cái gì góp cái nấy, có tiền góp tiền, có gạo góp gạo, có lúa góp lúa, có khoai góp khoai, có gà góp gà, đóng góp riết trong nhà không còn cái gì hết. Tới nỗi đứa nhỏ té sắp mặt mà bầm con mắt, không có cái trứng gà để mà lăn cho hết bầm nữa. Trời đất. Đi trước. Dạ. Có chuyện đó thiệt hay không? Dạ cái gì, dạ quan đừng có nghe, để em xử. Bà đi về à? Tôi nói cho bà, bà nói tầm bậy tầm bạ, bà có tin không? Tôi chấp bà hai bi, tôi thục bà chết luôn nè. Tôi không có gì. Bà nói ngay ha, tôi nói bà, lễ hội là do mấy người. Một năm mấy người tự động đó, tổ chức lễ hội, trời đất ơi, mấy trăm cái lễ hội, tiền bà không có ăn, mấy người bài binh bố trận ra, bây giờ mấy người chết đói rồi, mấy người đổ thừa tụi tôi hả? Nè nè, lỗi là không phải của dân tụi tôi đâu nha. Chị của ai? Lỗi của mấy ông. Mấy ông bắt buộc dân đóng góp cho nhiều lên, cúng cho lớn lên. Ông trời ông ăn lớn riết ông quen. Bây giờ ăn nhỏ lại ông không chịu. Mình nên tôi phải thua chứ. Dạ, dạ,
Mỗi lần dọn tiệc lên cúng rồi ha, mấy ổng ăn trên ngồi trước không à, bỏ dân ăn xương không à. Nè, nói như vậy ha, không biết nhục hả? Bài cổ lên là mấy người cũng bu vô tám sóc rồi, bây giờ đổ thừa hương chức hậu tài hả? Tụi tôi có ăn xương với ăn thịt đâu, mấy ông có ăn thì làm, ăn mà không làm là tôi thua. Trời đất ơi. Dạ, quan quan xử vụ này cho dân nhờ đi quan. Dạ. À thôi được rồi, về nói với dân làng đó, ta cho phép mượn cái sân đình để mà cúng đó. Dạ, dạ con lại quan, con đội ơn quan. Quan đúng là phụ mẫu chi dân. Thôi dạ, được rồi đứng dậy đi. Dạ, dạ, dạ. Quan ơi, một lát nữa đó có một vị pháp sư lai thầy phong thủy tới đây để thay dân làng làm lễ cúng tế thừa dòng trời nha quan. Dạ, dạ con đội ơn quan, con đội ơn quan. Bà làm gì vậy? Đánh ra. Trời đất ơi, già sắp xuống lỗ rồi mà đặt đi kiện đi thưa. Thứ bà hả, xong vụ này là bà coi cây tôi nện bà không chảy máu đầu bà quýnh thôi. Đổ bà nào quýnh tao hả? Mày hổn hả mày? Mày mới là cái thằng mà tào lao đó. Đứng đó cãi bà là cái gì? Để cho người ta nhào 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 ở đây ta bu là ta coi. Biết hết bí mật của mình hay sao? Mà tất cả chuyện đó là em làm gì quan? Quan suối em mới làm. Bây giờ tự nhiên quan binh bả làm sao quan? Binh cái gì mà binh? Ba không làm vậy sức mấy mà bả đi. Lo cái tính cái chuyện của mình nè. Để dạ, lên. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Dạ đây cuốn sổ nè quan. Dạ. Quan coi thu chi nó làm sao quan tính giùm em. Bà la mê sa nô ta la mi đô xí bà nạ mi đá kỳ nà. Chữ gì vậy? Dạ. Chữ gì vậy? Dạ, chữ này chữ quốc ngữ được cải cách. Tao không hiểu gì hết trơn á, trời vậy. Dạ cái ông đồ bùi á, ông cải cách á. Rồi ông thí nghiệm trên cái cuốn sổ chi tiêu của mình luôn đó. Mới đầu em đọc em tưởng đọc kinh á. Cái em nói cái này gì vậy ông nội? Cái ông đồ bùi á, ông nói cải cách đi, cái này là công trình lớn của tôi nghiên cứu. Sau này mà thắng cái là tôi trúng mánh đó. Em nói thôi ông nội ơi, ông làm vậy tụi sao tôi đọc nè. Đọc không được là còn mai. Nếu lỡ cuốn sổ này mà lọt vào tay của ai thì họ dòm như cái đám rừng, họ không biết, họ cứu mình. À. Cũng hay. Hay. Ông này thông minh đó. Thông minh. Giờ vậy mà giúp bí mật của tụi mình. Dạ. Cái em kêu ông dịch ra một đoạn chi tiêu sơ sơ rồi em đọc lại cho quan nghe. Đọc cho ta nghe đi. Dạ, em đọc cho quan. Dạ, chi phí chi tiêu của triều đình năm Mậu Tuất có ba đợt. Đợt một làm đường liên huyện chi 600 lượng. Chi thực làm chỉ có 200 lượng, còn 400 lượng tụi mình chia. Mày 100 lượng còn lại của tao. Dạ. Đợt hai chi đắp đê ngăn mặn chống xâm thực 400 lượng, chi thực 50 lượng, còn lại 350 lượng tụi mình chia. Mày 50 còn lại của tao. Đợt ba xây hồ chứa nước ngọt chi tổng là 350 lượng, chi thực 5 lượng, còn lại 325 lượng mình chia. Mày 5 lượng còn lại của ta. Ờ không. Mày nít. Mày nói nữa tao lấy luôn 5 lượng còn lại bây giờ. Nát của xí đú đặt của nhà mà gì kìa. Mày nói chữ gì vậy? Hả? Em nói chữ quốc ngữ lộn. Mày quan ăn quá trời của mình em. Mày im. Phần vàng của tao đâu? Đưa đây. Đưa đây. Quan cầm đi em đưa liền. Trời đất ơi, ăn tàn nhẫn. Ăn gì xuống xe là xe lật. Lên xe là xe phần đây ạ. Mày giỡn mặt hả? Dạ. Vàng không đưa sao đưa giấy tiền vàng mã vậy? Trời đất ơi, sao quan ngu quá vậy quan? Ê, hổng mày. Cái này là ngân phiếu đó quan ơi. Ngân phiếu hả? Con cầm đi rồi em giải thích. Bây giờ mà quan giữ tiền, quan chở xe này xe nọ thiên hạ dòm thấy. Quan cầm cọc về bên quý một tờ là nhiêu không? Bao nhiêu? Một tờ gì là 50 lượng. 50 lượng. Có chuyện gì quan cuộn trong quần áo cái quan giọt không ai biết hết trơn rồi. Này mình phải tính trước chứ quan. Mày giỏi lắm. Yeah. Mày mốt mày gom tiền mày đưa cho tao đi. Yeah. Tao sẽ nhờ người làm mồi cò mồi để mua một cái chức quan cao hơn lý tưởng cho mày. Em đợi quan ơi. Em quạt cho quan nữa. Dạ thỉnh pháp sư. Thôi. Dạ, dạ 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 thỉnh pháp sư vô. Dạ dạ quan. Dạ mời pháp sư. Nhập vô, nhập vô rồi đó. Nhập vô rồi. Ta mệt rồi, ta mệt rồi. Dạ 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 chẳng hay. À
ai dựa xác này là ơn cho con biết ạ? Ta là thần hoàng bổn cảnh ở xứ này. Dạ. Ta đang an nghỉ ngàn thu, cớ sao các người kêu réo thỉnh ta về đây, có chuyện gì chăng? Dạ bẩm, con là thư dân ở làng Trần Ai Khoai Cũ. Con ước lòng quá, con xin thần cho con được kiện ông trời. Người kiện ông trời à? Dạ. Là dân đen thấp cổ bé miệng, làm sao dám kiện đến ông trời? Dạ. Kiện ông trời á thì phải có hương chức hội tề, có chức sắc mới kiện được. Ở đây có chức sắc, tại sao thấy thần không xưng danh xưng tánh? Dạ, con là quan nguyện của huyện Trần Ai, tên là Đan Dương. Dạ, Dương là dê đó thật. Tôi biết rồi. Dạ, con là lý trưởng của làng Khoai Cũ, tên con là Cao Thái Sửu. Dạ, Sửu là trâu đó thật. Tao biết mà, cái thứ trâu dê này tao biết hết trơn mà. Vậy ta hỏi người, người muốn kiện trời về chuyện gì? Dạ, con kiện ông trời tại vì năm nào dân làng cũng làm lễ cúng tế mà ông trời chẳng có đói hoài, tức quá con nên phải con đi thưa. Vậy tại sao cúng tế mà không có lễ vật gì cả? Dạ, dân làng ăn còn không có ăn, tiền đâu sắp lễ vật vậy thần. Vậy còn hương chức hội tề ở đâu? Sao không sắm lễ vật lại để ta về tơ hơ như vậy? Sắm lễ vật đó. Lễ vật đâu có, mấy người thư kiện mấy người làm. Lý trưởng. Gì dạ? Ngươi hãy vào trong đình đào cái cục gạch lên, lấy vàng ở dưới đó. Ủa? Đem ra đây cho ta. Ở trong đâu có cái bài vị không, chứ đâu có gì vàng gì. Ở trước bàn thờ, dưới bàn thờ có cái cục gạch, đào dưới đó lên. Trời ơi, cái đó là nhà của ta mà ta không biết à? Đem ra đây. Nhưng mà đi không đi thần bẻ lỗi giò bây giờ. Mày dím mày không chuyện này mày chết tao chưa? Trời ơi, sao cái gì cũng biết thần, hay không biết trời, trời. Cái tiền vàng đó là của dân hàng năm đóng góp vô để tu sửa cái đình mấy ổng dép nhẹm đó thần. Nó ác với tao lắm. Dạ. Nó không làm luôn. Dạ. Nó không cúng. Nó dạ. Cho tao ăn cái gì đâu không à. Dạ. Nhà của tao nó không thèm xây mà. Dạ. Biết sao không? Nhà của tao hả, bị dột. Dạ. Dột mỗi lần trời mưa hả, tao trốn muốn chết luôn á. Dạ. Trời, thần hoàng bốn cảnh mà khổ lắm chứ bộ. Dạ. Ăn mà không. Dạ. Cái tráp đó. Trời ơi. Trời ơi, vàng này của bá tánh nè, vàng của bá tánh đấy nè. Nhiều quá nè thần ơi, đủ không thần? Chưa đâu, nhưng ở đây cũng tạm ổn rồi. Dạ. Thôi, được, để đó, có lễ vật rồi, thì ta sẽ xin tế trời. Còn lại ơn trên trời đất. Ngày hôm nay bản cảnh con hiện nơi đây là có chuyện muốn thưa cùng trời. Bởi cái bọn sâu dân mọt nước này, tụi bay ăn quá rồi mà, ăn quên trời quên đất. Tụi ta đâu có ăn đâu, đem tới cúng tụi ta đâu có ăn. Tụi bay ăn giọng không mà không phù hộ bên này chữ. Dạ, con xin thần cho phép con được kiện ông trời. Cứ kiện hoài, ta đã nói rồi. Đây á, các ngươi khổ, dân đen khổ không phải là do thiên mà là do nhân. Là sao con không có hiểu? Ông có hiểu không? Giải thích cho người ta nghe. Dạ, đi. Con là quan mà con cũng không hiểu ông nói gì. Thần thánh cũng phải đau đầu. Thôi ta nói quịch tẹt ra luôn cho rồi. Là sao? Nói chung á, dân đen mà khổ không phải là do ông trời. Dạ. Mà là do con người. Dạ. Bởi con người á, cái, như cái đám này đó nghe. Dạ. Nó cai trị cái vùng này. Dạ. Mà nó ngu dốt, nó không học hành gì hết.
nó chỉ biết thu tiền. Dạ. Cho nên dân khổ. Dạ. Chứ không phải là vì trời đâu. Dạ. Rồi đây ta nói, cái huyện Trần Ai này sẽ có một cơn đại hồng thủy. Hả? Là sao vậy thần? Do trên thượng nguồn nó ngăn đập. Hả? Mưa lớn nó sẽ xả nước xuống đây. Cả cái huyện này sẽ không còn một bóng người. Trời ơi, như vậy là bá tánh sẽ chết hết. Chết hết sao thần? Cứu bá tánh đi thà ơi. Hoàng ơi, cứu Hoàng ơi. Bà già mà bà ham sống như vậy. Dạ, dạ thần. Đại hồng thủy tới, dân chết hết, vậy quan quyền có chết không thần? Cái đó cũng tùy. Hả? Vậy là có cách hả thần? Cách gì vậy thần? Nếu tin ra thì vẫn còn có cách. Có cách? Nếu các người muốn cái huyện này bình yên, dạ, phải làm một cái trấn yểm. Nhưng chi phí hơi cao. Yểm bằng bùa hả? Yểm bằng bùa lỗ ban. À. Nếu buồn buồn tao chơi bùa lỗ mãn. Hả? Cái gì vậy? Nhưng chi phí hơi cao. Chi phí hơi cao. Trời ơi, ông trời ông ngó xuống mà coi nè, dân ăn không có ăn, lấy tiền đâu mà lãng phí. Rồi đây chắc là dân làng chết hết, chết tàn, chết mạc, chết khạc ra tro, chết thò ra máu. Chết quá trời. Chết tanh bành té bẻ, chết rụt thay thì sao hỏi ông à, trời. Trời ơi, bà rảnh quá. Cha đó cái nước thượng. Tụi mày xây đập, mày muốn cho nước hạ hạn hán, mày muốn cho dân nước hạ chết hết. Trời không dung, đất không tha tụi bay đâu. Ông trời ơi, ông trời ơi, sao dân nước hạ còn khổ quá. Ông trời ơi, ông trời ơi. Mà nín đi. Dạ thưa thật, chi phí hết bao nhiêu vậy? Chi phí nếu yếm cho cái làng này, cái huyện này yên ổn, tổng cộng 600 lượng. Hả? 600 lượng? Mắc quá. 600 lượng? Phải. Cứu cái làng này. Phải. Nếu mà cứu riêng một cái biệt phủ thì là giá bao nhiêu? Biệt phủ đó của ai? Và của con. Cứu cả cái huyện này chỉ có 600 lượng. Dạ. Cái biệt phủ của ông thì đáng xa gì. Dạ. Yeah. Ta lấy 6.000 lượng thôi. Vậy là 600 lượng với 6.000 lượng là nó trên lệch dữ lắm đó nha Hoàng. Trên lệch là đúng rồi. Tính từng đầu người trên dân đen. Yeah. Cả cái huyện này gom lại chưa được 600 lượng. Riêng cái biệt phủ ông này, cái dòng họ của ông ai cũng làm quan chức, hương chức, hội tề, cường hào, ác bá. Tính ra đầu người 6.000 lượng còn rẻ chán nữa mà. Vậy quan tính sao quan? Dạ. 600 hay 6.000 quan? Mày cho tao suy nghĩ. Dạ. Làm quan mà. Dạ. Mà phải lo cho dân. Dạ. 600 lượng mà cứu cái làng này. Dạ. 6.000 lượng là cứu cái biệt phủ của ta. Dạ. Được. Tao quyết định. Dạ. Ta cứu cái biệt phủ ta trước. Hả? Dạ trời ơi, con lại Quang. Quang ơi, con lại Quang. Lại Quang, Quang làm ơn, Quang bỏ ra 600 lượng Quang cứu. Cứu cả cái xứ này đi Quang ơi. Con biết Quang làm Quang, vàng bạc của Quang chất cao như núi. Quang quơ, Quang quào, Quang bóc, Quang hốt. Dân đen tụi con đâu có dám kêu than đâu. Bây giờ bỏ ra 600 lượng đối với Quang giống như con chuột cống mà rụng một sợi lông vậy á. Quan làm ơn, quan cứu dân đen tụi con đi thì quan mới có nguồn thu. Cứu dân xong rồi quan muốn tăng bao nhiêu thuế thì tăng, muốn vẽ ra bao nhiêu loại phí thì quan vẽ, quan muốn xây bao nhiêu trạm thu phí dân con cũng chịu, quan cướp đất của dân mà xây nghĩa trang dân cũng đồng ý. Con lại quan, quan cứu dân đi quan. Nè con mẹ già kia, bà gian sinh hay bà rủa xả quan vậy? Cả hai. Trời đó. Trời đất ơi, mà Quang ơi, em thấy vậy nè, Quang bỏ 600 lượng rồi, Quang cứu cả xứ này. Vậy đi, chứ đừng cứu riêng biệt phủ. Bây giờ trong cái huyện có nhà ấy mà Quang, trâu gì hết Quang ơi, đánh đó Quang. Mày ngu quá. Ngu cái gì mà ngu? Nghe tao nói nè,
Bây giờ tao lo cứu cái biệt phủ của tao trước, để cho gia đình tao bình yên vô sự, để cho cái dân làng này Đại Hồng Thủy tàn phá đúng cái nghĩa là trần ai khoai cụ. Lúc đó thiên tai lũ lụt, mấy cái làng bên mới hô hào cứu trợ, thiên triều đình mới rót tiền xuống. Lúc đó tao với mày tha hồ mà hố. Trời ơi, gì vậy? Cái lũ tham quan ô lại. Trời ơi, ông trời ơi, ông ngó xuống mà ông coi nè, ông trời ơi. Ê, bà có sao không vậy? Ngạc nhiên gì, hãy đụng chuyện là bà xỉu à. Bà xỉu từ đó dữ lắm. Cầm miệng. Tao nổi điên với hai thằng này lắm rồi. Tụi bay, tụi bay hương chức hội tề là quan phụ mẫu chi dân mà nhìn dân như vậy mà tụi bay yên lòng được à? Được, ngày hôm nay tao không thế thiên hành đạo, tao không còn ở mảnh đất này nữa. Tao nói thiệt cho tụi bay biết, tao không phải thần hoàng bổn cảnh. Coi đây. Cái gì vậy? Gì vậy? Trời đất ơi, con cóc. Ra đây mà xem con gì nó ngồi trong hang. Ở đó cóc, con cóc đó, em tính hát con cóc. Đồ cóc ké mày, mày giỡn mặt ha. Một lát tao lấy cây tao quýnh mày chảy máu đầu cho mày coi. Mày ngon ha. Mày mới ngon ha hả? Mày ngu vậy? Ngu gì quá? Mày không nhìn kỹ ha. Cái đó là ân gia của Dương gia, chỉ có thượng thư bộ hình mới có thôi. Hả? Ông này chắc chắn là quan thượng thư. Con cóc, con. Phải, ta là quan thượng thư bổ hình, dân lệnh của Dương gia. Cầm chiếc ấn trên tay, như thấy Dương gia tại sao không quỳ? Dạ, con xin ra mắt quan thượng thư. Đây là thượng phương bảo cốc. Hả? Hả? Tiền trảm hôn quân. Ấu. Ghê quá vậy. Hậu trảm nịnh thần. Mày nãy giờ mày đụng chạm tao nhiều lắm rồi nha. Yeah. Mày chửi tao không biết bao nhiêu lần. Yeah. Mày ở đó mày chờ tao. Dạ. Yeah. Như quản tha tội giùm em, thấy con cóc em tưởng em thấy mưa chứ em đâu có biết cái gì đâu. Thấy cóc như thấy ngừ. Dạ. Cóc rồi. Biết cái gì. Cho tao chút. Bà lão à. Bà lão, tỉnh dậy đi. Tới thiên đàng rồi hả? Không có, bà vẫn còn ở làng khoai cũ. Ta nói thật cho bà biết, ta không phải pháp sư. Dạ. Ta là quan thượng thư bộ hình. Dạ, dạ quan. Bà đứng lên đi. Dạ. Có ta ở đây, không ai dám làm gì bà đâu. Dạ. À, bà lão à. Dạ. Đây có tráp vàng. Bà đem bà phân phát cho dân làng của ta. Dạ dạ dạ, con không dám đâu. Con đem vàng này về. Quan về trển ở đây, mấy ông này ông trả thù dân đâu có chịu nổi. Bà yên tâm, cứ cầm đi. Dạ được không quan? Ta đã cầm con cóc này trên tay. Ta có quyền cách chức nó mà. Dạ dạ. Đem đi đi. Quan quan, cho con hỏi. Nó tham nhũng vậy, quan xử nội bộ hay đưa hai cây củi này vô lò? Ta sẽ đưa thẳng hai cây củi này vô lò. Dạ, dạ trời ơi. Con đội ơn quan, trời đã chứng rồi. Có một vị quan thanh liêm như thế này là dân đỡ khổ. Dạ, con đội ơn quan. Bà đi phát cho dân làng dạ. Ta nha. Bà con được cứu rồi. Bà con được cứu rồi. Cái con mẫu kia nó của nó. Đứng lại. Người muốn làm gì? Dạ, lấy cái của. Của đó chỉ là ít thôi. Muốn lấy không ta chỉ chỗ nhiều hơn cho lấy. Ở đâu ạ? Quan huyện. Dạ. Đưa hết số tiền vàng của người tham nhũng ra đây cho ta. Dạ. Dạ tiền nào? Không qua mắt được ta đâu. Ta đã điều tra vụ án này lâu lắm rồi. Ôm trong này nó nở lên như vậy mà nói không có hả? Đưa đây. Dạ. Đưa đây. Bằng chứng rành rành. Giỏi cho quan tri huyện hay cho quan tri huyện,
Ông tính hay lắm. Đổi ra ngân phiếu như thế này, khi ông cần có chuyện gì, ông chỉ cần chuyển nhẹ nhàng thôi chứ gì. Ông tính như không bằng ta tính đâu. Nay ta cách chức ông. Ông phải làm một cái gì bằng. Nói gì thì nói, ở chốn quan trường anh em phải thương yêu nhau. Ông lỡ một lần ta có thể cứu ông được, nhưng ở đây ông muốn giữ lại cái biệt phủ của ông chứ gì. Dạ. Khi cách chức chắc chắn trên triều đình sẽ lấy lại cái biệt phủ đó. Hả? Ông nghe lời ta, chuyển tên cái biệt phủ đó qua cho con rể ta đứng giùm. Ủa cái này sao ngộ hả quan? Ủa chuyển là sao? Chuyện đó là chuyện của ta. Chuyển cho con rể ta đứng giùm. Sau này xong xuôi công chuyện, con rể ta chuyển lại cho ông. Vậy là ông vẫn còn giữ cái biệt phủ. Dạ. Còn cái số vàng này, một bao nhiêu tiền này? Dạ, bao nhiêu vàng? Dạ 10.000 lượng. 10.000 lượng. Đây là bằng chứng mà ông có thể bị tru di cửu tộc. Hả? Tru di cửu tộc. Bây giờ ông làm một cái di bằng, ghi là 100 lượng cho ta. Hả? Ủa? Ủa? Gì kỳ vậy? Sao 10.000 mà sao tuột xuống cái còn 100 lượng hả quan? Ông dại quá. 10.000 lượng là tru di cửu tộc, ngắt một phần tru di tam tộc, ngắt một phần nữa tru di một gia đình, ngắt một phần nữa tử hình, ngắt một phần nữa án treo. Vậy bây giờ 100 lượng để treo hay là tru? Dạ, dạ treo đi, tru nó mỏi miệng lắm. Vậy thì ghi vô di bằng là ta thâu của ông 100 lượng. Dạ, ghi cũng được, nhưng mà quan cho em xin cái phần còn lại được không? Cái gì? Dạ, dạ xin. Xin cái phần còn lại? Dạ nhỏ mà đâu có nhiêu. Chắc là nãy giờ tôi làm việc với mấy ông ở làm chùa chắc toàn bỏ nước miếng ra chắc. Mang con cóc này đi mệt chết rồi. Cái này 100 á là ta trình cho Dương gia, còn nhiêu á là của ta. Hả? Ủa cái gì vậy? Vậy còn cái biệt phủ, cái nhà, cái biệt phủ đó á là đưa qua cho ta. Rồi. Nói chung là bây giờ ông không còn cái gì hết. Mấy ông nhỏ mà mấy ông còn ăn được, ta lớn hơn mắt mới ta không ăn. Trời đất ơi, ơi. Nhưng đâu phải là thanh liêm. Trời đất quỷ thần ơi, chết mình rồi. Bước vô hồi nãy ông giảng quá trời rồi đó. Ông chửi mình quá trời rồi đó. Ông nói mình xúc vật. Im lặng. Bây giờ ông xúc gì đây trời ơi. Quan Nguyễn. Dạ. Cởi áo dài khăn đóng ra cho ta. Từ nay ngươi không còn làm quan nữa. Nhanh. Dạ. Đưa đây. Dạ, cởi thiệt hả quan? Cởi ra. Nhanh đi. Ủa sao? Ở ngoài cô đẹp lắm mà ở trong thấy gốm mà. Ê, vẫn nhớ về tuổi thơ đó chứ. Vẫn nhớ về cái thời cực khổ chăn dê màu cỏ non nè. Ta đi nha. Dạ. Rồi. Vậy là quan coi như không còn cái gì hết. Rồi trở lại kìa. Cởi cái quần ra luôn. Trời ơi, cái gì quan? Nhanh đi. Cái gì quan ác dữ vậy? Nhanh đi. Tru di cửu tộc. Nhanh lên. Dướng tôi dài. Đưa đây. Trời ơi. Tao làm quan đã không ăn thì thôi, nếu tao ăn, tao ăn tới cái quần tao cũng ăn. Má ơi. Cái gì? Dòm quan thiệt em muốn tự thiêu ghê. Mặt mày mà tự thiêu mày. Ở trên thì xanh đọt chuối, ở dưới là giống như cái cầu vòng. Hầu tối hôm qua chắc quan ghé ở cái trạm nào rồi phải không quan? Hạn hán tao đâu có giặt đồ được. Hôm qua tao ghé nhà vợ nhỏ mày. Thôi quan tính gì quan tính, số của quan bây giờ là công cốc rồi, con cốc nó táp hết rồi. Em gì chứ em còn nè. Em về em lo lại cái phần kia, lũ lụt mà có tràn xuống em cũng có tiền để mà em cứu vớt đợi. Cái phần này mày phải chia cho tao. Chia móc chị chia bảy ba, chia bảy ba đi. Ông nè, bước lại nè, mày nói cho biết nha. Ông còn làm quan.
không đồng, chia không đủ cho nó quýnh lộn nhau vậy đó. Nhỏ ăn theo nhỏ, lớn ăn theo lớn, lớn hơn rồi ăn theo lớn hơn nữa. Ông trời ơi, liệu có ông Dương gia thiệt không? Nếu có ông Dương gia thiệt, cầu xin ông xuống đây, ông xử tuổi này cho dân làng bớt khổ. Dương gia ơi là Dương gia ơi. Dương gia hả? Mày không ăn được đâu. Mày kéo, mày kéo, mày kéo. Mày không kéo, mày ăn luôn của tao. Thank you.